đã bao năm rồi bà nằm đứng trong con sớm hôm sau nghe hàng cao ủa theo niềm đau chầm chờn xa xa nghe đồn con về đầu làng lòng mừng rưng rưng mắng cười theo giọt lệ rơi. Chuyên gia truyền thông phân tích scandal của Phi Nhung, dù ở vai trò một người quản lý bầu xô hay là vai trò một người mẹ, kể cả mẹ nuôi thì Phi Nhung đều tệ. Dù ở vai trò một người quản lý bầu xô hay vai trò người mẹ, kể cả mẹ nuôi thì Phi Nhung đã tệ đến mức nào khi mang con nuôi của mình ra truyền thông và cộng đồng mạng xâu xé thay vì bảo bọc. Chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long phân tích, những ngày vừa qua Phi Nhung liên tục bị gọi tên vào loạt tin đồn nữ ca sĩ làm từ thiện vì trục lợi cá nhân, nhận nuôi con để bóc lột và không có trách nhiệm với con cái. Dù chưa rõ thực hư, nhưng loạt những lùm xùm trên đã làm ảnh hưởng không ít đến hình ảnh của ca sĩ Phi Nhung. Dù con trai nuôi đã viết tâm thư và cùng ca sĩ làm video trả lời những tin đồn thất thiệt kia, nhưng còn nhiều nghi vấn mà công chúng đặt ra. Mới đây, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long đã phân tích khủng hoảng của ca sĩ Phi Nhung, đưa ra hai sự thật và cũng là hai câu hỏi quan trọng mà ca sĩ Phi Nhung chưa trả lời cho dư luận. Dưới đây là phân tích của chuyên gia Nguyễn Ngọc Long. Khủng hoảng truyền thông của Phi Nhung, đợi công an vào cuộc. Hồ Văn Cường nổi tiếng từ năm 13 tuổi sau khi đạt giải quán quân Việt Nam Idol Kids năm 2016. Cậu bé này được Phi Nhung nhận làm con nuôi với lời hứa bảo trợ ăn học đến năm 18 tuổi. Gần đây, lùm xùm giữa Cường và mẹ nuôi thu hút sự quan tâm của truyền thông. Thực ra, vụ việc chỉ trở nên rùng beng khi dư luận cho rằng nhân vật Phi Phi cô nương mà bà Hằng ám chỉ trong livestream chính là ca sĩ Phi Nhung. Nhưng trước đó, vào dịp Tết Nguyên đán năm 2021, Phi Nhung đã từng khiến mọi người bất ngờ khi chia sẻ sự không hài lòng về Cường. Cụ thể, cô này đăng đàn bóc phốt con nuôi của mình là lười biếng, vô lễ, không biết giúp đỡ các em trong gia đình, có biểu hiện mắc bệnh ngôi sao. Trả lời truyền thông, Phi Nhung cho rằng mình buộc phải mạnh tay đấu tố con nuôi vì tự thấy bản thân không dạy được nên để cộng đồng mạng dạy dỗ cho con thay đổi. Để hiểu rõ hơn về lời giải thích này của Phi Nhung, tôi xin phép nhắc tới một nhân vật khác mà thế hệ 8X nhiều người biết, đó là ông Hoàng Tuấn, biệt danh Tuấn Tha Sô, quản lý của Đan Trường. Đây là người mà trong gần 10 năm làm showbiz, tôi vừa ghét nhưng lại vừa kính nể. Ghét là vì ông này quá chảnh và hay tỏ thái độ bề trên khi làm việc. Hẳn nhiên vì ông ấy nắm trong tay gương mặt ca sĩ hot nhất nhì lúc bấy giờ. Còn nể là vì sự bao bọc của ông Tuấn Tha Sô mà Đan Trường giữ được hình ảnh sạch sẽ, vào hàng hiếm trong showbiz. Dù hoàn tá scandal bủa vây cặp đôi này suốt bao nhiêu năm ca hát, nhưng người đứng ra nhận hết trách nhiệm, nhận hết lỗi lầm và búa rìu dư luận luôn luôn là ông Tuấn Tha Sô. Nói như vậy để thấy rằng, dù ở vai trò một người quản lý bầu xô hay ở vai trò người mẹ, kể cả mẹ nuôi, thì Phi Nhung đã tệ đến mức nào khi mang con nuôi của mình ra truyền thông và cộng đồng mạng xâu xé thay vì bảo bọc. Việc làm này được thực hiện đúng thời điểm con nuôi bày tỏ mong muốn ra riêng là vì từng hay tính toán. Có lẽ mẹ nuôi cần giải thích cho dư luận rõ. Và truyền thống nuôi dạy con theo các khủng bố tinh thần như vậy của Phi Nhung tiếp tục được phát huy khi mấy ngày qua cô cho cả gia đình Hồ Cường lên sóng, còn bản thân thì từ chối trả lời báo chí do đang bận đi chùa. Cường có bị mẹ nuôi hành hạ ngược đãi không, có bị ăn chặn tiền cát xê hay không, có được mẹ nuôi giúp đóng thuế đầy đủ cho các khoản thu nhập từ ca hát hay không, cứ để công an vào cuộc điều tra làm rõ. Nhưng có hai sự thật mà Phi Nhung vì bận đi chùa nên đã quên trả lời dư luận. Thứ nhất, Hồ Văn Cường xác nhận nội dung tin nhắn Zalo được lan truyền trên mạng của mình là thật. Trong đó, Cường đề cập tới chuyện nhà bên đây là quỷ. Vì lý do gì? Phi Nhung có chuyện trò tâm sự với con chưa? Thứ hai, nói một cách chính xác, Phi Nhung chỉ là mẹ nuôi trên báo chí của Cường. Như vậy, mối quan hệ của Phi Nhung và Hồ Văn Cường sau khi cậu bé này đăng quang cần nhìn nhận đúng bản chất là người sử dụng lao động và lao động chưa đủ 15 tuổi. Phi Nhung cần trả lời cho dư luận một cách rõ ràng. Cô ta có hợp đồng với Cường và bố mẹ của Cường hay không? Cô ta có đưa lao động chưa đủ 15 tuổi đi hát quá 4 giờ một ngày và 20 giờ mỗi tuần và sau 10 giờ tối hay không? Phi Nhung cần nhìn thẳng vào bản chất vấn đề và thôi lèo lái sự kiện qua thành mâu thuẫn mẹ con như hiện tại. Mặc dù bây giờ đã đủ 18 tuổi, nhưng giai đoạn trước đó, Cường vẫn là đối tượng được bảo vệ bởi 3 thiết chế: luật trẻ em, công ước quốc tế về quyền trẻ em và đạo đức xã hội,
Rõ ràng đây là một vấn đề nghiêm túc, không thể suy xóa, cho qua bằng chiếc clip giả chân và những lời cáo bận đi chùa. Nếu nhìn nhận vấn đề dưới khía cạnh khủng hoảng truyền thông, thì đây mới là tâm đám cháy. Và để chứng minh mình trong sạch, Phi Nhung cần giải trình rõ với dư luận và pháp luật chuyện này. Phương Mỹ Chi, Hồ Văn Cường cùng đi hát nhưng cắt xê, có đây có đó, bên mua nhà ô tô, bên 5 năm vẫn không biết được gì. Trong khi Phương Mỹ Chi đã lên kế hoạch dùng tiền cắt xê mua nhà cho bố mẹ, thì mức thu nhập của Hồ Văn Cường cũng khiến khán giả tò mò, đến cả chính chủ và mẹ nuôi cũng không rõ. Cùng sinh năm 2003 và bước ra từ hai cuộc thi âm nhạc lớn với thành tích nổi bật, cùng được hai nghệ sĩ đình đám nhận làm con nuôi. Ấy thế mà cuộc sống hiện tại của Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi có sự khác biệt rõ rệt. Trong quá khứ, Phương Mỹ Chi cũng từng bị tung tin đồn bất hòa với bố nuôi Quang Lê, nhưng sự việc của cả hai không lùm xùm và ồn ào như Phi Phi và Hồ Văn Cường ở hiện tại. Đặc biệt trong suốt những năm Phương Mỹ Chi hoạt động cùng công ty với bố nuôi, mọi khoản tiền nong đều được công khai rõ ràng. Phương Mỹ Chi có mức cát xê gần 400 triệu trong mỗi chuyến lưu diễn, tiền thu âm gây choáng hơn. Nếu Hồ Văn Cường là quán quân Việt Nam Idol Kids 2016, thì Phương Mỹ Chi là Á quân The Voice Kids năm 2013, thành công và đặt chân vào showbiz sớm hơn Hồ Văn Cường 3 năm. Dù chỉ là Á quân, nhưng hiện tại Phương Mỹ Chi đã có chỗ đứng nhất định trong làng showbiz Việt. Không chỉ thường xuyên đi diễn những sự kiện lớn trong nước, Phương Mỹ Chi còn được săn đón tại các show ở nước ngoài và thường xuyên đi lưu diễn cùng bố nuôi. Nói về khoản thu nhập của Phương Mỹ Chi vào năm 2018, Quang Lê từng hé lộ con số rất khủng. Theo đó, để mời ca sĩ Nhí đi lưu diễn, thì nhà sản xuất phải bỏ ra 6.000 USD, tương đương với 137 triệu đồng trên một show. Ngoài ra, mỗi lần đi nước ngoài phải biểu diễn 3 show. Vì thế, có thể phỏng đoán được sau mỗi chuyến lưu diễn ngắn ngày, Phương Mỹ Chi sẽ thu về số tiền hơn 400 triệu đồng. Đáng nói, Phương Mỹ Chi cũng từng gây xôn xao khi đòi chi phí 600 triệu đồng cho 10 ca khúc phát với mục đích làm nhạc chuông, nhạc chờ điện thoại. Với mức cát xê khủng này, sau 7 năm đặt chân vào showbiz, Phương Mỹ Chi đã có thể mở cửa hàng cho mẹ ruột. Nữ ca sĩ Nhí cũng đã lên kế hoạch mua nhà, xe ô tô cho gia đình ở tuổi 18. Cuộc sống hiện tại của Phương Mỹ Chi cũng khá thoải mái, sang chảnh hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa. Cũng từng vướng tin đồn bằng mặt không bằng lòng với bố nuôi nên quyết định tách ra hoạt động tự do, Phương Mỹ Chi lên tiếng chia sẻ ngay và luôn: "Mối quan hệ của tôi và ba Quang Lê rất bình thường, không mâu thuẫn như mọi người vẫn nghĩ. Thậm chí, hai ba con vẫn thường hay nhắn tin, trò chuyện với nhau. Cả hai còn nhớ cả sinh nhật và chúc mừng nhau nữa." Thu nhập của Hồ Văn Cường vẫn là bí ẩn, đến cả chính chủ cũng không rõ. Trong khi Quang Lê rất công khai thu nhập của con gái nuôi, thì Phi Phi rất ít khi đề cập đến số tiền cát xê Hồ Văn Cường có được sau mỗi đêm diễn. Có thể thấy, sau khi trở thành quán quân chương trình Việt Nam Idol Kids 2016, Hồ Văn Cường thường xuyên đi hát độc lập, cũng như biểu diễn song ca cùng mẹ nuôi Phi Phi. Mặc dù hoạt động nghệ thuật vô cùng chăm chỉ, nhưng sau hơn 5 năm đi diễn, Hồ Văn Cường chưa từng được biết về số tiền bản thân dùng tài năng để kiếm được. Năm 2018, khi được hỏi về sự thay đổi mức cát xê khi giành quán quân, Hồ Văn Cường chia sẻ: "Nói thật là từ lúc đầu đến giờ, con không biết mức cát xê của mình bao nhiêu. Mọi thứ đều có mẹ Nhung lo và Quan Xuyến. Cho đến tháng 3 năm 2021, khi được hỏi về số tiền làm ra sau thời gian dài đi hát, Hồ Văn Cường đã thổ lộ: "Ngoài thời gian đi học, tôi vẫn đi hát. Tuy nhiên, số tiền đó do quản lý giữ, tôi không muốn biết. Tôi cũng không muốn biết mình có bao nhiêu. Tôi sợ khi biết về tiền bạc, mình bị ỷ lại, thiếu sự cố gắng vươn lên." Được biết đến thời điểm hiện tại, Phi Phi và quản lý là người đang giữ số tiền 200 triệu của Hồ Văn Cường có được sau khi giành chiến thắng tại cuộc thi Việt Nam Idol Kids 2016. Dự báo lung tung, Phi Phi từng chia sẻ về chuyện giữ tiền của con nuôi. Tiền giải thưởng quán quân Việt Nam Idol Kids Cường từng giành được, tôi có hỏi bố mẹ Cường có muốn lấy không, tôi sẽ kêu quản lý thanh toán. Thì chị Thu, mẹ của Hồ Văn Cường, nói thôi từ từ đi. Mà nói thật, khi ở nhà tôi, mọi người sướng vô cùng, xây nhà dưới quê với số tiền thưởng hơn 200 triệu thì cũng được đi. Nhưng tương lai của Cường sẽ như thế nào, tiền của tôi và Cường đều do quản lý giữ, cát xê của Cường tôi cũng không được biết, ngay cả tiền của tôi cũng không được biết. Mỗi công ty có luật khác nhau, tôi không thể nào nói được. Ngoài ra, Phi Phi còn chia sẻ rằng đến khi Hồ Văn Cường muốn ra ở riêng và tạo dựng sự nghiệp, cô sẽ gửi thêm cho con nuôi một khoản tiền để hỗ trợ. Dẫu biết mỗi gia đình có định hướng nuôi dạy con khác nhau, cũng như mỗi công ty quản lý có quy tắc tiền nong với nghệ sĩ. Tuy nhiên, dân tình cho rằng ở tuổi 18,
cũng là lúc Hồ Văn Cường nên biết rõ các khoản tiền bản thân kiếm được sau mỗi show diễn để xứng đáng với công sức và tài năng của bản thân bỏ ra.